Ok, và trước khi vào video thì mình xin anh em một lượt like video và một lượt đăng ký kênh nha. Và anh em bấm một quả chuông để nhận được thông báo mới nhất về video mới của mình. Và bình luận ở dưới phần comment nha. Ok và hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh channel của mình. Mình là Oanh McBrando đây. Chưa? Và giữ lời hứa ở video trước, video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách để lấy những điểm ép màu tím ở dưới dưới cạnh chốt belly nha. Điểm ép đấy người ta gọi là nguyên liệu, nhiên liệu màu tím. Cái ép đấy thì đầu tiên anh em thì cần phải là sang C2 cái đó nha. Nói chung là ai level 700 trở lên là sang C2 được. Còn nếu anh em muốn ra một mình thì cũng phải tầm level 1100 nha. 1100 mới ra được. Thì đầu tiên chúng ta phải ra đảo Hỏa Băng nha. Ra đảo Hỏa Băng để lấy cái chip và gọi người đi lấy ép điểm ép kia cùng nha. Thì đầu tiên chúng ta phải ra đảo Hỏa Băng để vào nhà máy. Vào nhà máy là ra chỗ để đi ride nha. Ride được tất cả mọi thứ trừ mấy cái trái quỷ không thức tỉnh thôi anh em ạ. Đây là cái đảo để đi ride nha. Cái đảo này là đảo Hỏa Băng nha. Đây cái đảo này đi ride mọi người ạ. Thì chúng ta phải đi vào cái nhà máy kìa mọi người. Đây nha, bây giờ anh em đi vào cái nhà máy này. Đây, đi vào cái nhà máy này để vào được cái góc phần nhà máy để đi lấy cái điểm ép ở dưới nha. Đây thì muốn bấn được cái này thì anh em phải không được cầm cái gì nha. Chứ cầm cái nắm đấm với cầm cái trái quỷ là không bấn được đâu. Anh em không cầm cái gì, bấn vào cái nút màu xám này, click vào. Đấy, đỏ này. Đây là xanh nước nha, đây là xanh lá cây. Và đây là xanh nước. Đấy nhá, phải bấn như vậy nhá. Ai vậy men. Đây, đấy, phải là đỏ này, xanh nước và xanh lá cây nha. Và xanh nước nữa thì nó mới mở được cái cửa góc để anh em đi ride nha. Cửa góc đi ride. Ủa, ông này em sao vậy? Sao vậy? Mình sẽ hỏi chấm nào. Đi ép ạ. Đấy. Thì anh em vào cái hố kìa, vào đấy, vào cái cửa này này. Đây, rồi anh em bay lên. Bay lên là ra một chỗ như kiểu phòng thí nghiệm thôi anh em ạ. Đây nha, đây là chỗ để đi lấy điểm ép đấy. Thì ở đây có rất nhiều rương. Thì mình cũng lấy cái tảng để tăng cái belly của mình lên. Đây nha. Thì muốn đi ride mình thì anh em phải tầm là level 1100 trở lên để ride được mấy cái thứ này đấy. Đây, ví dụ mình ride thử ánh sáng nha. Nha, đây. Cái này ride thì mình khuyên anh em nếu mà mình muốn đi ride thành công ấy thì mình phải trong team mình thì ít nhất cũng phải có một ông dùng trái human nha. Là trái vật tổ nha mọi người. Thì trái vật tổ thì thật sự là nó bật lên là đam nó rất là mạnh. Nó đủ sức thể cân cả một bản đồ ride ấy. Thì đấy. Đây nha, xem ông này ông có dùng trái human không. Còn nếu không dùng trái human thì chấp nhận ride này sẽ thất bại nha mọi người. Ok, và anh em thấy đấy. Thì team mình thì chẳng có ông nào dùng human cả. Chỉ có hai người đi thôi thì tỷ lệ thất bại nó rất là cao nha.
Nhưng mà anh nếu mà anh em thì nếu mà anh em ấy mà không đoán chắc là không thể ride được rồi thì anh em cố gắng để hết giờ nha. Chứ nếu mà bị nó giết là mất luôn điểm ép đấy, không được điểm ép đâu. Thì nếu nãy mình thất bại thì ít ra cũng được tầm 100 mấy điểm ép. Thì đấy. Tiếp theo thì mình sẽ ride lại lần thứ hai nha. Ride lần thứ hai sẽ ok hơn. Ok, và đây là lần thứ hai mình ride nha. Ride lại. Đây, để kích hoạt cái này thì anh em không được cầm cái gì cả. Không được cầm cái gì. Đấy. Thì bấm vào click vào nút xám này. Click là nút xám nha. Click vào cái nút xám này thì lần thứ tự màu là đỏ xanh nước biển và xanh lục và xanh nước biển nha. Bạn nên mở được. Ok, bây giờ ra tiếp. Nãy là mình mới ride xong rồi ride tiếp là không thể mua được. Đã 2 tiếng nữa cơ. Chứ 2 tiếng là lâu quá nên mình vào luôn. Nhờ mấy ông bạn mình ride nha. Đây nha. Mấy ông này ride nha. Mình sẽ gọi thêm còn ai ride không. Đang thiếu một người mà. Nhưng không sao. Nếu mà trong team bạn có hai tầm là chỉ cần một ông súng cháy hùng mình thôi là đủ cân rồi. Chắc không còn ai ride rồi. Thôi mình bây giờ vào luôn nhỉ. Đây nha. Bây giờ hai ông này ông gánh. Ok. Thôi không ride gì. Xem phải ride gì nha mọi người. Ok nha. Nào cùng đợi tại bản đồ nha. Ô mày con hai ông human. Đây là ride bóng tối. Ok nha.
và mình ride hơi lâu nên chỉ nhận được 952 nguyên thạch thôi, chứ có lẽ là mình được nhận được 1.000 nguyên thạch rồi. Thì đấy là tất cả gì về nội dung video mới nhất của mình. Video sau mình sẽ hướng dẫn anh em cách để nhận character người cá V2 nha. Ok, và video mình cũng đây cũng hết mất rồi. Anh em thích những video này thì đừng quên để lại mình một like, một share, một subscribe nha. Và nhớ đăng ký để ủng hộ mình nha. Bye bye.